Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước. Đuối nước cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em so với các tai nạn thương tích khác. Nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em và giảm tình trạng đuối nước nói chung, một nhóm sinh viên trường Đại học Hutech đã chế tạo một loại áo thun phao cực kỳ hữu dụng, có thể phông rất nhanh để giữ cho những người bất ngờ rơi xuống nước nổi được phần đầu. Chiếc áo này từng đoạt giải nhì cuộc thi Project Design lần thứ 2 của trường Đại học Hutech. Hiện trên thị trường có khá nhiều loại áo phao, phao chống đuối nước, tuy nhiên hình thức lại khá cồng kềnh, sử dụng không linh hoạt. Khắc phục những nhược điểm này, chiếc áo thun phao do nhóm sinh viên Hutech thiết kế có thể mặc như một loại áo thông thường và trường hợp khẩn cấp, người dùng chỉ cần thực hiện vài thao tác là áo sẽ biến thành một chiếc phao. Áo thun phao này thì bao gồm 3 bộ phận. Thứ nhất là áo thun, thứ hai là phao và thứ ba là dây kéo để đính giữa phao và áo thun lại với nhau. Bên trong lớp phao này thì có hai chất, đó là sodium bicarbonate và acid citric. Mục đích của nó là để tạo ra CO2 và làm căn phòng cái lớp phao này. Áo thun phao được kích hoạt và phồng khi các chất hóa học trong phao là sodium bicarbonate và acid citric phản ứng với nhau, tạo ra khí carbonic làm phồng phao. Đây là các chất không nằm trong danh sách cấm. Trong trường hợp phao bị xì, các chất này cũng chỉ gây ngứa nhẹ trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần rửa bằng nước sạch là hết ngứa. Cái phao của tụi em có một ưu điểm, đó là khi mà mình gớt xuống nước, mình tác động một lực mạnh vào phao thì chỉ trong vòng 3-6 giây là cái phao sẽ phình ra. Và khi mà phình ra như vậy thì cái phao sẽ giữ khí trong từ 2-3 ngày. Khi mà mình sử dụng xong phao rồi, mình có thể tháo cái phần dây kéo ngay đây ra, mình tháo phần phao ra, mình thắp lắp vào một cái phao mới. Thì cái áo là mình sẽ có thể tái sử dụng lại thêm một lần nữa. Khi mà mình sử dụng hết lực phao rồi, mình có thể tiếp tục mua những cái phao khác để lắp vào. Áo thun phao hiện vẫn được tiếp tục phát triển và nhóm sinh viên dự kiến sẽ thiết kế một dây kéo gắn kết phao và áo nhằm mục đích để cho người sử dụng dễ dàng gỡ túi phao ra và vệ sinh áo, tránh được trường hợp bị tác động mạnh khiến phao hoạt động. Cái chi phí để mà em sản xuất một cái áo thun phao như vậy thì nó rơi vào khoảng từ 75-90 nghìn. Thì khi mà mình sản xuất với số lượng lớn thì chi phí nó có thể rẻ hơn nữa. Giá bán dự tính mà em bán ra thị trường thì chắc có thể là sẽ rơi vào khoảng 130-160 một chiếc áo. Với nhiều ưu điểm nổi trội so với các sản phẩm áo phao hay phao cứu sinh khác, các sinh viên thực sự mong muốn nhận được sự đầu tư để áo thun phao có thể được bán ra thị trường và trở thành sản phẩm phổ biến, đặc biệt cho những người dân và trẻ em dùng sông nước.